Bên trại mở cửa từ lúc 8 giờ sáng cho tới 21 giờ tối tất cả các ngày trong tuần. Hàng ngày thì bên trại sẽ đóng hàng như thế này, thùng xốp rất là dày. Anh chị các bạn ở tỉnh thì có thể liên hệ qua Zalo hoặc là qua số điện thoại để đặt. Thường thì bên trại ship hàng đóng thùng xốp rất là dày cho nên cá về rất là khỏe. Anh chị các bạn cứ yên tâm. Cái này là đóng đi rất là nhiều đơn đi tỉnh đó các bạn. Trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ có nhân viên hoặc là ráp nó sẽ giao tới nhà. Anh chị các bạn nhận cá thanh toán tiền. Còn tất cả các đơn hàng liên tỉnh thì anh chị các bạn chuyển khoản trước. Bên trại sẽ hỗ trợ ship về như thế này. Cô chú anh chị các bạn đặc biệt yêu thích một số dòng cá bảy màu nghiêng gì nền đỏ thì mình có thể chọn dòng coi Red Ear hoặc là coi Gen Ear. Coi Red Ear thì nó sẽ trống mái full tai như thế này. Anh chị các bạn thích sai giống về cho sinh sản thì có thể chọn những con này. Mình có thể về mình làm cái lồng đẻ là mình thả nó vô cho nó sinh sản luôn các bạn. Anh chị các bạn thích một số dòng màu đỏ thì có dòng full red và dòng coi red. Đối dòng coi red y sai giống thì giá 150.000 một cặp. Anh chị các bạn thích dòng bảy màu nào có thể nhắn tin qua, nhắn tin cái tên cá và số lượng qua Zalo hoặc là qua số điện thoại. Anh chị các bạn yêu thích một số dòng cá bảy màu nghiêng về nền vàng thì có thể chọn dòng này. Thời gian qua dòng full gold ribbon chống mái full tai được rất là nhiều anh chị các bạn đặt hàng. Không chỉ nó dễ nuôi mà màu nó rất là đậm luôn các bạn. Mình có thể nuôi ngoài trời hoặc là nuôi trong hồ kiến đều đẹp như nhau. Tại vì nó có cái râu bụng ở dưới đó các bạn. Rồi nó có hai cái tai bơi full màu nữa. Cô chú anh chị các bạn yêu thích một số dòng full gold thì có thể liên hệ qua Zalo bên trại sẽ báo giá qua. Để anh chị các bạn có thể đặt một số dòng cá này về cho sinh sản hoặc là mình làm quà biếu tặng bạn bè. Đối với dòng cá nghiêng gì nền đỏ thì có dòng quý kiếm thường. Những con tròn tròn ú ú thì anh chị các bạn có thể chọn dòng quý kiếm sọt. Còn những con mà vây lưng cao thì có dòng quý kiếm cao ly. Hoặc là anh chị các bạn thích những con có hai tay bơi rồi nó có cái râu ở sau lưng như thế này của dòng quý sông kiếm thì có thể chọn dòng này. Này là cá hàng sai giống đó các bạn, về là cho sinh sản luôn. Con này là con mái nè các bạn. Con mái thì ở dưới mái nè các bạn. Con mái thì phần dưới nó sẽ vuông, còn con trống thì nó sẽ nhọn như con này. Con này là con trống, vừa rồi là con mái. Anh chị các bạn cần tham khảo giá lưu lòng liên hệ qua Zalo hoặc là qua số điện thoại. Sau đó bên trại sẽ gửi bản giá của tất cả những dòng quý kiếm qua để anh chị các bạn có thể về làm quà biếu tặng bạn bè hoặc là mình có thể về trưng bày. Tiếp theo sẽ là dòng cá tròn tròn ú ú dễ thương của dòng quý kiếm sọt. Anh chị các bạn thích những con tròn về cho sinh sản thì có thể chọn dòng này. Cô chú anh chị các bạn đặt hàng rất là đơn giản, chỉ cần nhắn tin qua Zalo hoặc là qua số điện thoại. Bên trại sẽ gửi cái danh sách giá của tất cả những dòng quý kiếm qua. Sau đó anh chị các bạn chỉ cần lựa chọn thôi, rồi nhắn tên, địa chỉ với lại số lượng qua. Tròn tròn ú ú rất là đẹp luôn các bạn. Super sọt. Có rất là nhiều anh chị các bạn nói dòng mắt đỏ thì nó khó nuôi. Đó là áp dụng trên cá bảy màu thôi. Còn những dòng quý kiếm, đối với dòng mắt đỏ thì màu nó sẽ đậm hơn là những con giống như màu cá mú vậy các bạn. Màu cá mú thì sẽ là màu cam, còn màu quýt đỏ thế này sẽ là nghiêng về một số dòng quý kiếm. Quý kiếm mắt đỏ. Thì mình sẽ quay lên một số dòng cá beta thủy sinh và cá bảy màu, cá quý kiếm. Anh chị các bạn bắt bộ số dòng cá beta trên 100 con thì giá 5.000 một con. Và nó sẽ đầy đủ tất cả các màu như thế này. Anh chị các bạn thấy cá bên trại thì mình làm rất là nhiều. Cho nên khi mà nói cá thủy sinh thì anh chị bạn yên tâm. Đầy đủ tất cả các dòng hết. Và cá thủy sinh bên trại thì size nó rất là to. Anh chị các bạn có thể về trưng bày liền luôn. Đây là bò sữa cá thủy sinh các bạn. Còn cái này là cá thủy sinh của dòng Cooper. Anh chị các bạn yêu thích một số dòng Cooper thuần thì có thể chơi một số dòng cá thủy sinh anh vậy. Hoặc là thích những phong nền đậm thì mình chơi một số dòng samurai thủy sinh. Thường thì khi mà ship thì bên trại sẽ bắt đầy đủ tất cả các màu. Và mỗi một dòng thế này sẽ có vài con vô. Anh chị các bạn yêu thích dòng dạ quang thủy sinh thì cũng có luôn các bạn. Màu này là màu xanh lá. Anh chị các bạn thích màu xanh lá thì có thể chọn như con này. Cô chú anh chị các bạn yêu thích một số dòng cá thủy sinh. Vui lòng nhắn tin đặt hàng trực tiếp qua Zalo hoặc là qua số điện thoại. Bên trại sẽ lên đơn rất là nhanh để anh chị các bạn có thể nhận một số dòng cá này để về mình trưng bày hoặc là mình làm quà biếu tặng bạn bè. Đẹp lắm các bạn, đầy đủ tất cả các màu như thế này. Cái mình thả vô một hồ thủy sinh, nếu mà nhà mình mà có một cái hồ Nam Bộ hoặc là
hồ sen, hồ súng á, thì thả dòng cá beta, không cần phải dùng sủi, dùng lọc hoặc là dùng oxy, nó cũng có đầy đủ tất cả các màu. Không chỉ 7 màu, đầy đủ màu đó các bạn, cá beta nó còn dễ nuôi hơn nữa. Còn cái này là dòng Dumbo sọt, anh chị bạn thấy nó nhỏ, ngắn ngắn, tròn tròn, dễ thương. Dumbo sọt thì số lượng rất là nhiều. Cá beta thì bên trại có màu vàng, màu trắng, màu đỏ, màu xanh, màu đen. Đó là một số dòng đơn sắc. Còn đa sắc thì còn rất là nhiều dòng của dòng Koi Nemo, Koi Red hoặc là dòng Cooper, dòng Black Cooper như dòng này, hoặc là dòng Cooper Red Gold. Anh chị các bạn yêu thích một số dòng cá beta thủy sinh, vui lòng liên hệ qua Zalo hoặc là qua số điện thoại. Còn cái này là dòng quý kiếm thường đó các bạn. Mình sẽ quay dòng quý kiếm thường trước. Quý kiếm thường thì anh chị các bạn mua một lần 30-40 cặp thì giá 40.000 một cặp, còn mua ít hơn thì giá 50.000 một cặp. Nếu mà anh chị các bạn đã theo dõi trong kênh thì bên trại có rất là nhiều dòng quý kiếm. Ở đoạn sau thì mình sẽ quay lên đầy đủ tất cả các loại để anh chị các bạn có thể về trưng bày hoặc là mình làm quà biếu tặng bạn bè. Còn cái này là dòng cá thủy sinh của dòng Dumbo, Dumbo Lu. Anh chị các bạn mua trên 100 con thì na giá 5.000 một con. Rất là dễ nuôi các bạn. Không có trùng thì mình cho nó ăn ăn thức ăn khô. Còn cái này là mái của dòng mút tư gách. Khu bên đây là mình để lên của dòng cá beta bầy. Cô chú anh chị các bạn mua số lượng nhiều thì sẽ được qua bên trại bên đây để lựa một số dòng cá beta 7 màu hoặc là quý kiếm. Ngoài ra còn có thêm rất là nhiều dòng cá cảnh khác. Cô chú anh chị các bạn có thể ghé qua để lựa. Còn mua lẻ thì bên trại có để trưng bày đầy đủ tất cả các loại ở trên YouTube, hoặc là mình anh chị các bạn cần thêm thì nhắn qua Zalo. Bên trại sẽ báo lại. Còn nếu mà mua lẻ thì anh chị các bạn có thể qua bên cửa hàng trực tiếp. Bên địa chỉ 57-1K ấp Mỹ Quê, Trung Chánh, Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Còn bên đây thì khi mà anh chị mua số lượng nhiều thì bên trại sẽ dẫn anh chị các bạn qua đây. Đây là bầy Red Fancy đó các bạn. Còn bầy này là của dòng Lách Lu. Cá bột thì số lượng rất là nhiều. Cô chú anh chị các bạn cần một số dòng cá thủy sinh để về bán học sinh thì có thể ghé qua để tham quan, để lựa, để bắt. Hoặc là có thể nhắn tin qua. Bắt số lượng bao nhiêu thì nhắn tin số lượng qua, rồi nhắn tên với địa chỉ qua. Còn đây là rồng vàng đó các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi thêm một số dòng cá 7 màu trong tuần này. Anh chị các bạn đặt hàng chỉ cần nhắn tin qua Zalo hoặc là qua số điện thoại của mình. Bên trại sẽ có nhân viên tư vấn và báo giá trực tiếp để anh chị các bạn có thể dễ dàng lựa chọn đặt hàng. Dòng Super Red. Bên đây là mình lên full bình 10.000 bình nha các bạn. 10.000 bình của cá beta. Tất cả đều là cá hàng size lớn. Beta thì có dòng đuôi dài, có hai loại thôi, đuôi dài, đuôi ngắn, đuôi tưa. Rồi bây giờ sẽ cùng theo dõi thêm một số dòng cá 7 màu. Anh chị các bạn mà muốn cho cá ăn để cho cá không có bị đục nước thì mình dùng cái cám, bên đây thì mình dùng cám Thái. Sau đó anh chị các bạn chọn một ít men tiêu hóa và một ít vitamin vào. Sau đó mình sẽ trộn như thế này. Rồi sau đó mình sẽ để vô trong hồ, là cá của mình nó ăn đầy đủ tất cả các chất dinh dưỡng. Anh chị các bạn lưu ý là mình đừng có trộn nhiều quá, tại vì trong cám nó có thành phần đầy đủ dinh dưỡng trong rồi. Thức ăn phụ kiện thì bên trại đều có đầy đủ. Tiếp theo mình sẽ để vô trong hồ như thế này, cá nó cạp, nó ăn dần, nó không có bị đục nước các bạn. Chứ còn mình rải lên hoặc là mình trộn nó không đều á thì nó sẽ làm cho cái hồ cá mình sẽ đục nước. Anh chị các bạn yêu thích một số dòng cá chuột để mình dọn bể thì bên trại có chuột trắng albino hoặc là chuột siêu ly, chuột panda. Anh chị các bạn thích màu nào thì có thể chọn những con dọn bể tùy theo ý thích của mình. Ngoài ra còn có cá nê ong vua. Cá nê ong vua thì 10.000 một con. Thường thì các dòng cá thủy sinh thì anh chị các bạn nuôi với nhau nó rất là hòa thuận. Ở đoạn đầu thì mình có quay lên một số dòng cá beta thủy sinh, anh chị các bạn có thể thả chung với cá 7 màu luôn. Dòng Tiger Hatmull size giống giá 50.000 một cặp. Cô chú anh chị các bạn yêu thích một số dòng cá thủy sinh mình nuôi đầy đủ tất cả các dòng thì có thể liên hệ qua Zalo hoặc là qua số điện thoại để đặt hàng. Con đen đen này nè các bạn là chuột Julie, còn con trắng là chuột Amino, chuột trắng Amino. Anh chị các bạn yêu thích một số dòng Lutobat, bên trại thì có dòng Lutobat Gen và dòng Lutobat Ribbon. Đối dòng Lutobat Ribbon thì giá 100.000 một cặp. Còn nếu mà anh chị mà thích dòng gen của Ribbon thì giá chỉ có 50.000 một cặp dòng Lutobat Thái. Bản đuôi rất là to luôn các bạn.
Cái này là mình cho ăn nó sẽ hạn chế bị đục nước đó các bạn, nó sẽ cạp ăn dần ăn dần. Bên trại mở cửa từ lúc 8 giờ sáng cho tới 21 giờ tối tất cả các ngày trong tuần. Nếu lúc nào có thời gian thì anh chị các bạn có thể ghé qua để lựa một số dòng cá beta, bảy màu, cá chép. Cá chép thì bên trại quay lên theo từng combo, mỗi một combo thì mình đều có để giá trên video, anh chị các bạn có thể vào xem để đặt. Tiếp theo sẽ là cá mái của dòng Lutobat Ribbon. Tất cả những con mái này đều là cá sai giống về là cho sinh sản. Anh chị các bạn thấy cái fin C nó móc rất là đẹp. Và dòng Lutobat Ribbon fin này thì giá chỉ có 100 ngàn một cặp. Còn cái này là mái của dòng Gen Ribbon đó các bạn, Lutobat mái của dòng Gen Ribbon, giá 50 ngàn một cặp. Tiếp theo sẽ là dòng rồng đỏ hát mui. Anh chị các bạn thích những con bộ đuôi tròn của dòng rồng rất là dễ nuôi thì có thể chọn dòng này. Nó có hai loại các bạn, dòng Gen Ribbon và dòng Ribbon. Dòng Gen Ribbon thì giá 50 ngàn một cặp, còn anh chị bạn thích dòng Ribbon thì giá 100 ngàn một cặp. Ribbon là có cái râu bụng ở dưới đó các bạn. Vừa rồi ở đoạn đầu thì mình quên quay cái dòng Coirette Ribbon full tai. Anh chị các bạn yêu thích một số dòng coi cao cấp của dòng Coirette thì có thể chọn dòng này. Trong máy full tai bơi Ribbon. Với dòng cao cấp này anh chị các bạn vui lòng liên hệ qua Zalo, bên trại sẽ gửi danh sách giá qua để anh chị các bạn có thể tham khảo đặt hàng. Số lượng cá bên trại rất là nhiều, anh chị các bạn ở gần thì có thể ghé qua để lựa. Cánh bồm thì bên trại có bồm màu, bồm dạ quang, còn có bồm tiger nữa các bạn, rất là đẹp luôn. Tiếp theo sẽ là dòng sọc ngựa cánh tiên. Anh chị các bạn yêu thích những con màu xanh lá của nghiêng về mình làm hồ thủy sinh thì mình có thể chọn dòng này để về mình trưng bày, hoặc là anh chị các bạn có thể làm quà biếu tặng bạn bè. Dòng hiện tại là dòng sọc ngựa cánh tiên sai giống. Thời gian qua thì mình đăng video lên trên TikTok được rất là nhiều cô chú anh chị các bạn đặt hàng dòng này. Bên trại thì có hai size giống và size trung, mình thích hợp size nào thì có thể liên hệ qua Zalo để đặt hàng. Bên trại mở cửa từ lúc 8 giờ sáng cho tới 21 giờ tối tất cả các ngày trong tuần. Lúc nào anh chị các bạn ở tỉnh có dịp lên Sài Gòn chơi thì có thể ghé qua để lựa tất cả những dòng cá cảnh bên trại quay lên. Anh chị các bạn yêu thích một số dòng cá cảnh có thể ghé qua bên trại để lựa. Rồi cảm ơn tất cả anh chị các bạn. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.